khoảng giữa thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ năm sau công nguyên, một nhà hiền triết Hindu giáo là Patanjali đã hệ thống hóa những truyền thống thiền định cổ xưa được thực hành ở khắp Ấn Độ. Ông đã ghi lại những kỹ thuật có độ cổ xưa ngang ngửa với nền văn minh Ấn Độ vào trong 196 sách hướng dẫn, gọi là Yoga Sutras. Những văn bản này định nghĩa yoga như là cách jogging hoặc kiềm chế tâm trí khỏi sự tập trung vào các đối tượng bên ngoài. Từ đó, đạt đến trạng thái ý thức thuần khiết. Theo thời gian, yoga đã kết hợp các yếu tố thể chất từ thể dục và đấu vật. Ngày nay có vô số cách tiếp cận với yoga hiện đại, nhưng hầu hết vẫn duy trì 3 yếu tố cốt lõi theo Patanjali. Tư thế thể chất, bài tập thở và chiêm nghiệm tinh thần. Người ta tin rằng sự kết hợp giữa luyện tập thể chất và tinh thần mang đến những lợi ích sức khỏe độc đáo. Chẳng hạn như cải thiện sức mạnh và sự linh hoạt, tăng cường chức năng tim và phổi, tăng cường sức khỏe tâm lý. Vậy thì ngày nay, những lợi ích gì của truyền thống cổ xưa này đã được những nghiên cứu hiện đại thừa nhận? Bất chấp những nỗ lực của nhiều nhà nghiên cứu, thật khó để đưa ra tuyên bố cụ thể về lợi ích của yoga. Sự kết hợp đặc biệt của các hoạt động khiến việc xác định thành phần nào đang tạo ra một lợi ích cụ thể là rất khó. Ngoài ra, các nghiên cứu về yoga thường được thực hiện với quy mô mẫu nhỏ, thiếu đa dạng và phụ thuộc nhiều vào việc tự báo cáo, khiến cho các báo cáo thu được mang tính chủ quan. Tuy nhiên, có một số lợi ích về sức khỏe được khoa học đồng tình hơn những lợi ích khác. Đầu tiên phải kể đến sự linh hoạt và sức mạnh. Những tư thế vặn xoắn giúp kéo giãn nhiều nhóm cơ. Trong ngắn hạn, việc kéo căng làm thay đổi lượng nước trong các cơ, dây chằng, gân, làm chúng đàn hồi hơn. Theo thời gian, stretching thường xuyên sẽ giúp kích thích các tế bào gốc, chuyển thành các mô cơ mới và các tế bào khác tạo ra collagen đàn hồi. Stretching thường xuyên cũng làm giảm phản xạ co thắt cơ tự nhiên của cơ thể, cải thiện khả năng chịu đau để linh hoạt hơn. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa phát hiện ra sự chênh lệch trong việc cải thiện tính linh hoạt của các hình thức yoga khác nhau, nên tác động của các tư thế cụ thể là không rõ ràng. Nhưng tương tự như các môn thuộc nhóm tác động thấp khác, yoga cải thiện đáng kể thể lực, cũng như tính linh hoạt ở người khỏe mạnh. Việc thực hành yoga cũng là một công cụ trị liệu mạnh mẽ, đầy tiềm năng. Trong các nghiên cứu liên quan đến bệnh nhân mắc nhiều chứng rối loạn cơ xương, yoga hữu ích hơn trong việc giảm đau và cải thiện khả năng vận động so với các hình thức tập thể dục thuộc nhóm tác động thấp khác. Tập yoga đều đặn giúp cải thiện sức mạnh và sự linh hoạt đối với người có bệnh khó điều trị như đau lưng mãn tính, viêm khớp dạng thấp và loãng xương. Sự kết hợp giữa tập luyện thể chất và hít thở có kiểm soát theo yoga đã chứng minh có tác động trị liệu tương tự đối với sức khỏe của phổi. Các bệnh về phổi như viêm phế quản mãn tính, khí phế thủng và hen suyễn làm co lại các đường vận chuyển oxy, đồng thời làm suy yếu màng đưa oxy vào máu. Các bài tập thở như trong yoga giúp thư giãn các cơ đang chèn ép những đường vận chuyển này và tăng cường sự khuếch tán oxy. Việc tăng lượng oxy trong máu đặc biệt tốt với những người có cơ tim yếu hay những người đang gặp khó khăn trong việc bơm đủ oxy khắp cơ thể. Và đối với những người có trái tim khỏe mạnh, việc luyện tập này có thể làm giảm huyết áp và giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Lợi ích được ca ngợi nhiều nhất của yoga cũng dường như khó chứng minh nhất chính là tác dụng về tâm lý. Mặc dù có mối liên hệ lâu đời giữa yoga và sức khỏe tâm lý, có rất ít bằng chứng về cách thức tập luyện ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Một trong những tuyên bố lớn nhất là yoga giúp cải thiện các triệu chứng trầm cảm và rối loạn lo âu. Vì chẩn đoán các tình trạng này rất khác nhau tùy theo nguồn gốc và mức độ nghiêm trọng của chúng, nên rất khó để định lượng được tác động của yoga. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy yoga có thể giúp giảm các triệu chứng căng thẳng, hỗ trợ thiền định,
hoặc thư giãn. Nghiên cứu về các tác dụng của yoga vẫn đang tiếp tục phát triển. Trong tương lai, chúng ta sẽ cần các nghiên cứu lớn hơn, kết hợp nhiều người tham gia, có thể đo lường tác động của yoga đối với cơn đau tim, tỷ lệ ung thư, chức năng nhận thức và hơn thế nữa. Nhưng hiện tại, yoga có thể tiếp tục truyền thống cổ xưa của mình như một cách để rèn luyện sức khỏe, phản xạ và sự thư giãn.